Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Muôn mặt Đời sống là chủ phóng sự. Thành phố Hưng Yên có nhiều lớp học hè phát triển năng khiếu, phát triển thể chất, thu hút sự hào hứng tham gia của nhiều em nhỏ. Mục Nét đẹp Xứ Nhãn là phóng sự về đoàn thanh niên xã Nhật Quang, huyện Phù Cử với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Cuối chương trình trong mục Chuyện làng quê là phóng sự mang tên Vị đắng hàng hội thảo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ hè nên cho các con nghỉ hè hoàn toàn hay học hè? Và nếu học thì sẽ học gì? Đây là nỗi trăn trở của đa số các bậc phụ huynh mỗi khi hè đến. Đặc biệt với mùa hè năm nay, mùa hè đầu tiên sau 2 năm Covid không còn giãn cách, cách ly. Mở đầu mục Muôn mặt Đời sống trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của một số phụ huynh cũng như các em nhỏ về vấn đề này. Tôi thì nghĩ là các cháu là nghỉ hè ấy, có lẽ là không nên học văn hóa. Thì học văn hóa là các cháu đã học trong 9 tháng rồi. Tôi không bao giờ tôi đặt nặng cái vấn đề mà học nhiều quá về văn hóa ấy. Tôi thích là để cho cháu thích học cái gì thì học. Quan điểm riêng tôi ấy, thì tôi nghĩ là nếu có học hè cho các cháu học các cái lớp học mà bơi lội hay là thể thao. Trong năm học các cháu học văn hóa nhiều rồi thì hè này các cháu được nghỉ thì mình cũng muốn là cho các cháu tham gia một số các cái hoạt động vui chơi giải trí để có thể giảm bớt cái căng thẳng trong năm học. Mình cũng cho con đi học thêm cái lớp mà MC nhí để cho con tự tin hơn. Hiện tại thì tôi đang cho hai cháu đi bơi, còn bạn lớn nhà tôi thì tôi đang cho đi học aerobic ở gặp một số các trung tâm rồi học về các lớp năng khiếu. Tôi nghĩ là cái việc này nó sẽ rèn rất là nhiều cái về cái kỹ năng sống cho các bạn ấy trải nghiệm được cái nhiều cái ở môi trường bên ngoài. Lúc bị dịch con thấy khá là chán tại vì không ra ngoài được chơi được với bạn bè và hay phải ở trong nhà lắm. Ngoài học múa thì con còn rất thích bơi ạ. Con có thể rèn luyện sức khỏe với lại là gặp được khá nhiều bạn bè, con thấy rất là vui ạ. Ngày năm nay con muốn đi học nhảy, học bơi, học vẽ. Vâng, học mà chơi, chơi mà học. Đây là ý kiến của rất nhiều bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh có con trong độ tuổi tiểu học. Đáp ứng nhu cầu này, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có nhiều lớp học phát triển năng khiếu, rèn luyện thể chất cho nhóm đối tượng là trẻ em khai giảng trong dịp hè này. Được nghỉ hè từ cuối tháng 5, bé Linh An 8 tuổi được mẹ đăng ký cho theo học lớp múa, bộ môn mà bé rất yêu thích. Từ một cô bé khá nhút nhát, chỉ sau 3 buổi tập luyện cùng các bạn, bé đã hòa đồng, vui vẻ tập luyện và khá hào hứng mỗi khi được tới lớp. Con thích múa, con cảm thấy rất là vui ạ. Các cháu ấy thì là học cả năm nó rất là mệt mỏi. Thì tôi cũng muốn là mùa hè thì cho các cháu giải trí một vài bộ môn. Ví dụ như là múa rồi là nhảy zumba đấy mình. Thì tôi rất muốn là có những cái lớp lành mạnh như thế để cho các cháu tham gia cho nó khỏe. Còn đây là lớp MC nhí do Trung tâm Giáo dục Vietskin tổ chức. Khi tới lớp học này, các em nhỏ được các giáo viên là MC của một số đài truyền hình trực tiếp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và nâng cao sự tự tin khi đứng trước đám đông. Con rất là thích lớp học MC này ạ. Khi được mẹ đăng ký cho lớp học này, con cảm thấy mình tự tin hơn và con rất mong muốn đến với những cái buổi học tiếp theo. 2 năm đại dịch Covid đã làm cho các con thiếu hụt thứ nhất đó chính là những cái kỹ năng cần thiết quan trọng nhất đó, ví dụ như là trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày. Thế thì cái cần nhất ở đây đó chính là cân bằng cảm xúc lại cho các con. Và khi cân bằng được cảm xúc rồi thì các con sẽ được cân bằng trong nhận thức và có sự đồng hành của ba mẹ, của thầy cô và những trung tâm như chúng tôi thì chắc chắn là các con sẽ có những cái ngày hè vui khỏe và rất là bổ ích. Tại Cục Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên, ngay từ đầu mùa hè năm nay cũng đã có hơn 10 lớp học hè với đa dạng các nội dung như bơi lội, cờ vua, cờ tướng, hát, múa, kỹ năng sống được khai giảng. Các lớp học này bước đầu nhận được khá nhiều sự quan tâm của phụ huynh cũng như các em nhỏ. Trong thời gian tới, Cục Văn hóa Thiếu nhi tỉnh vẫn tiếp tục khai giảng thêm một số lớp mới để các em nhỏ có thêm sự lựa chọn trong dịp hè này. Hè 2022 thì nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức các lớp năng khiếu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Chú trọng vào các môn bộ môn năng khiếu trên các mảng thể dục thể thao, năng khiếu và văn hóa. Đặc biệt là năm nay nhà thiếu nhi tỉnh chú trọng đào tạo các bộ môn năng khiếu
có chiều sâu và thế mạnh của nhà thiếu nhi, đó là các môn mỹ thuật, luyện viết chữ đẹp, võ thuật, và đặc biệt là tiếp tục duy trì đào tạo và chiêu sinh mở lớp kỹ năng sống, học làm người có ích trong cho các cháu thiếu nhi trong dịp hè. Ngoài một số trung tâm trên, hiện tại trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn khá nhiều các trung tâm, các lớp học hè phát triển năng khiếu như múa, hát, vẽ tranh hay các lớp phát triển thể chất như võ thuật, bơi lội. Tất cả các lớp này đều được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi để các bậc phụ huynh và các em nhỏ có thể dễ dàng lựa chọn tham gia. Có thể thấy có rất nhiều lớp học hè với đa dạng các bộ môn cho trẻ có thể thoải mái phát triển năng khiếu của mình. Tuy nhiên, tất cả các lớp này đều có đặc điểm chung, đó là có thu phí. Đây thực sự lại trở thành rào cản đối với một bộ phận các em nhỏ có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn. Em Tần Minh Hiếu ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên được nghỉ hè từ cuối tháng 5. Nhưng do nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Hiếu không được đi học thêm bất kỳ lớp năng khiếu hay thể chất nào. Em chỉ quanh quẩn chơi cùng các em ở gần nhà. Con thích học bơi nhưng mà con chưa được đi bao giờ cả. Tôi rất muốn cho cháu đi học các lớp năng khiếu mùa hè nhưng mà tôi không có đủ điều kiện để cho cháu đi. Không chỉ riêng mình Hiếu mà trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn không ít các em nhỏ không thể tham gia các lớp học hè phát triển kỹ năng sống hay thể chất. Bởi với mức học phí dao động từ 300 tới 500 nghìn đồng trên lớp, chỉ cần học từ 2 tới 3 lớp, học phí đã lên tới tiền triệu. Đối với nhiều gia đình, đây là mức chi phí khó có thể chi trả. Không thể tham gia các lớp học mất phí, các điểm vui chơi, các lớp học kỹ năng miễn phí trên địa bàn thành phố cũng chưa có nhiều. Do vậy, đối với nhiều em nhỏ, mùa hè các em chỉ được quanh quẩn ở nhà hoặc chạy ra một số điểm công cộng chơi cùng các bạn. Thực tế cho thấy, để có thể tổ chức được các lớp học hè, các không gian hoạt động hè cho trẻ miễn phí, cần sự chung tay góp sức của các đoàn thể, cá nhân, cũng như của chính quyền các địa phương. Tại thành phố Hưng Yên cũng đã có những kế hoạch hoạt động hè, phát triển năng khiếu miễn phí cho thanh thiếu nhi được đưa ra. Ngoài hoạt động của các lớp năng khiếu, thì nhà thiếu nhi tỉnh còn tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ, đặc biệt là các câu lạc bộ như nghệ thuật măng non, câu lạc bộ chống hội, đội nghi thức nghi lễ và đội và câu lạc bộ đội của thiếu nhi đến sinh hoạt và hoạt động tại nhà thiếu nhi trong dịp hè và ngoài cả dịp hè. Đối với hoạt động các câu lạc bộ thì nhà thiếu nhi là miễn phí hoàn toàn cho các cháu đến tham gia sinh hoạt và học tập để tạo điều kiện cho các cháu có những năng khiếu để phát huy tốt về các thế mạnh của mình. Kỳ nghỉ hè năm 2022, kỳ nghỉ hè đầu tiên không còn giãn cách sau 2 năm Covid là cơ hội tốt để trẻ có thể tham gia các lớp học hè, phát triển năng khiếu cũng như cải thiện khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, làm sao để tất cả trẻ em đều có cơ hội để phát triển năng khiếu, phát triển thể chất hay đơn giản là có được những sân chơi bổ ích ngày hè là vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa. Trong những năm qua, với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, Đoàn Thanh niên xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã thể hiện được tinh thần xung kích, nêu cao trách nhiệm, sự sáng tạo, nhiệt huyết và sức trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây là hình ảnh của một trong rất nhiều các hoạt động bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên xã Nhật Quang trong thời gian qua. Hoạt động làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ được duy trì mỗi tháng một lần với những công việc như quét dọn vệ sinh, nhặt cỏ, trồng và chăm sóc cây xanh. Việc làm này rất có ý nghĩa và được đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình. Để góp phần làm sạch đẹp và tạo cảnh quan cho các khu dân cư, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức trồng được trên 500 cây xanh và nhiều loại hoa tại một số tuyến đường chính trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tới từng đoàn viên, thanh niên và toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa phát thanh, các ứng dụng điện tử như Zalo, Facebook. Nhờ các hoạt động của Đoàn Thanh niên đã tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp mà nhân dân chúng tôi là rất là phấn khởi. Không chỉ vậy, trong những năm vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Nhật Quang còn thành lập và duy trì được đội tình nguyện tại chỗ, thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy và các hoạt động phòng chống rác thải nhựa. Một trong những công trình thanh niên tiêu biểu của Đoàn Thanh niên xã Nhật Quang phải kể đến, đó chính là khu vui chơi, hành trình thứ hai của lốp xe cho thanh thiếu nhi. Từ những chiếc lốp xe cũ, hỏng, dưới bàn tay khéo léo, sáng tạo của các đoàn viên thanh niên đã tạo ra được những đồ chơi xinh xắn, thú vị cho các em nhỏ.
Con được chơi các trò chơi này rất là thích ạ. Con không nghĩ là cái lớp sẽ làm ra được các trò chơi này ạ. Ngoài những hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan môi trường tại các khu dân cư, thì đoàn thanh niên xã Nhật Quang cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình các đoàn viên thanh niên xây hố phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình, giảm thiểu lượng rác thải ra ngoài môi trường. Khi mà được ban chấp hành đoàn phát động cái phong trào về hoạt động bảo vệ môi trường thì gia đình nhà mình cũng chấp hành rất nghiêm chỉnh và tham gia rất tích cực vào các phong trào hoạt động góp phần bảo vệ cho môi trường và cảnh quan, đảm bảo cho sức khỏe của mọi người trong gia đình mình, và nó cũng có ý nghĩa cho cả cộng đồng. Trong thời gian tới, ban chấp hành đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Bằng những hành động cụ thể của đoàn thanh niên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường, từ đó góp phần tạo nên một môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Mua hàng tại các hội thảo tổ chức tận thôn xóm với giá không hề rẻ, thế nhưng về lại không dám sử dụng hoặc sử dụng một lần rồi phải ngậm ngùi vứt bỏ. Đó là câu chuyện xảy ra ở nhiều làng quê và đối tượng mua hàng chủ yếu là người cao tuổi. Cuối cùng là trộm cá mập, thì là nói là 1,7 triệu, thì cũng có quà tặng cho các bác. Thì các bà người ta tưởng là các cháu đó nó cũng lại tặng lại giả tiền, thì các bà người ta cũng lại mượn tiền đưa cho các cháu đó. Nhưng mà xong một cái thì là các cháu đó tặng một gói quà đó, còn tiền các cháu đó lấy. Và các cháu đó lên xe đi nhanh. Đó là chia sẻ của một vị thính giả ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động trong chương trình phát thanh trực tiếp kết nối 92.7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cách đây không lâu. Người đàn ông này cũng có mặt tại buổi hội thảo hôm đó. Ông chỉ nghe chứ không mua hàng. Nhưng trước đó thì ông đã nhiều lần mua hàng tại các buổi hội thảo như vậy. Nghe nó hay hay thì cứ mua. Thế là có đợt mua đến 1 triệu. Thế nhưng mà rồi thì cuối cùng mình cũng rút kinh nghiệm, dần dần cũng không nên mua nữa. Uống nó cũng không hiệu quả hay chất. Còn đây là bà Vũ Thị Tươi ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Cách đây không lâu, bà cũng tham dự một buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm ở nhà một người quen. Theo lời giới thiệu ban đầu, mỗi người tới dự hội thảo sẽ được tặng 1 kg sữa bột, nhưng sau đó lại chỉ tặng 0,5 kg. Tuy nhiên, bây giờ bà Tươi cũng trả tiếc 0,5 kg sữa mà những người giới thiệu sản phẩm không tặng bà theo đúng lời hứa nữa. Xong hôm ấy cái nhà nó bảo nó nói chuyện sữa đây thì tờ nó trêu nó đi tập sữa về uống có khỏe, có khỏi đau lưng không, thế bảo có dám uống đâu mà đau. Nó uống mỗi một bạn xong dở ra nó đóng vào như là lưng khô ấy. Thế là nó bảo thế cho tôi, như tôi có chó con thì cho tôi cho nó uống. Những người lạ mặt giới thiệu sản phẩm sữa chữa bệnh xương khớp, đúng căn bệnh mà bà đang mắc phải. 3 hộp giá 2,5 triệu đồng được khuyến mại thêm 1 hộp. Từ đó tới nay, chẳng ai còn liên hệ được với những người bán hàng tại hội thảo nữa. Nó bán sữa xong thì nó bảo là thế thì để đến mai nó mang quảng cáo mới lại số điện thoại vào. Thì mai cũng không thấy, 3-4 hôm không thấy thì đứa cháu nó cũng gọi điện. Nó gọi điện thì nó lại không nghe. Thế có một bà thì bà bảo tao uống gần hết một hộp. Thì đầu tiên tao uống cũng thấy nó đỡ đỡ, về sau cũng chẳng đỡ mà về sau uống nó lại đau bụng. Thế là thôi tao không uống, tao cũng đổ cho chó nó ăn. Tổ chức hội thảo bán hàng là hoạt động diễn ra từ nhiều năm nay. Ban đầu, những hội thảo này được tổ chức tại những nhà văn hóa thôn, xã. Còn bây giờ thì chuyển tới nhà dân và chỉ mời một lượng nhỏ từ 20 tới 30 người. Cách thức cũng thay đổi theo hướng khiến người dân, mà chủ yếu là người cao tuổi, quyết định mua hàng với số tiền không hề nhỏ mà không hề đắn đo. Chỉ sau khi hội thảo kết thúc thì vị đắng mà hội thảo mới rõ ràng. Những câu chuyện này là bài học để mỗi người dân nâng cao cảnh giác, không mua hàng tại các hội thảo không rõ ràng. Đồng thời, các cấp chính quyền cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tránh xa những hội thảo như thế này. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.